chúng tôi bắt đầu rời thành phố Đà Nẵng. Lần này chúng tôi ngược ra Bắc là đi đường đèo Hải Vân. Lần trước nhất quyết không đi đường hầm. Không, nhất quyết là không đi đường hầm, đi đường đèo cho nó máu. Lúc đi vào thì chúng tôi đi ở bên trong dãy Trường Sơn. Bây giờ chúng tôi đi về là chúng tôi đi đường biển. À, đi đường quốc lộ 1. Cứ thẳng quốc lộ 1 ấy. Vui đâu thì chầu đấy. Quốc lộ 1 cũ nhé. Quốc lộ 1 mới đâu. Đúng rồi. Quốc lộ 1 cũ luôn. Đi cho sướng. Cứ vui đâu chầu đấy. Chỗ nào thích ghé vào chơi thì lại ghé vào chơi. Hùng vĩ thế. Đẹp rồi. Sắp leo đèo, lúc nào lên leo đèo rồi lại quay tiếp. Các bạn nhìn, đang nhìn thấy đỉnh núi. Phải kiểm tra xe đi vào đường hầm đây này. Cực kỳ đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy đỉnh núi, mây phủ. Đấy, đẹp chưa? Không biết bọn tôi lên đấy còn mây không. Bắt đầu vượt đèo rồi các bạn nhé. Vào lên đèo. Thank you.
này chứng tỏ độ cao là cũng ác rồi đấy, cho nên là mới có cây thông này. Rất là nhiều thông. Bắt đầu lạnh hay là có thông này nhỉ? Đúng rồi, rét là cả. Thời tiết mát mẻ là có thông. Chỗ này có nhiều cây hương ở ven đường lắm các bạn. Đây này, thông nhiều lắm rồi này. Đây, vẫn quanh cỏ ấy. Đây giờ mình cứ đi sang bên kia nhỉ. Là có đấy. Đúng, sang bên kia thật. Ủa, chỗ này có những cái chỗ nghỉ cho bọn xe máy đó. Đẹp lắm. Nhiều miếu lắm. Được nhiều miếu. Sự tưởng đặc biệt rất nhiều. Đi cứ cách một đoạn này có một cái cây hương các bạn. Đi qua cái chỗ nó cứ dần dợn thế nào. Nhiều lắm. Cũng có chỗ dừng nghỉ nhưng mà dừng nghỉ chắc là chỉ xe máy thôi, ô tô thì không dừng được. Nguy hiểm. Lấy đâu chỗ đỗ. Đi lên đến chỗ này cho nó khỏi ngược nắng. Thì quay ra biển đây. Ôi chỗ này có cái vòi nước phun. Đây này các bạn này. Đây. Nhìn ra vịnh này. Nhưng mà nhìn sang đến bên nhìn sang thành phố Đà Nẵng thì phát trực tiếp này. Nhìn sang thành phố Đà Nẵng thì ấy rồi, thì mây mù mịt, không nhìn gì. Đấy các bạn nhìn đấy, nhìn sang thành phố thì nhìn mù mịt lắm. Rất nhiều mây nhá, mây mù nhá. Nhìn ra vịnh thì nhìn mù mịt lắm. Không rõ. Không biết là các bạn nhìn trên màn ảnh các bạn có nhìn thấy gì không. Nhưng mà tôi nhìn mắt thương tôi còn chả nhìn thấy. Cảm nhận hai mùa rõ rệt. Hai mùa rõ rệt chắc là mùa đông thôi đúng không? Mùa đông thì mình rõ rệt. Đây này, cái chỗ này cũng có nhiều người dừng nghỉ lắm. Cứ đi. Ở trên đỉnh, trên đỉnh có mà. Trên đỉnh có cái chỗ eo nhìn xuống sang Đà Nẵng. Cái eo đấy gọi là. Em vào Facebook này. Chỗ này không có mạng, có chứ. Cao phải có mạng. Chiều chiều gì. Các bạn nhìn thấy thông nhiều lắm. Bắt đầu có lên đến cao hẳn rồi. Ở đây này, có những cái trạm dừng nghỉ. Nhưng mà trạm dừng nghỉ chỗ này nguy hiểm lắm các bạn. Thôi mình cứ tuân thủ giao thông cẩn thận. Lên đến chỗ nào có cái chỗ to trạm dừng nghỉ nó to thì dừng lại. Đây này, cứ đi ven đường này có chỗ có cây hương sợ lắm, nó nguy hiểm quá. Ôi tay hỏng xe rồi. Ôi tay hỏng rồi, tay chữa xe dọc đường họ giỏi nhỉ. Sợ cháy nổ trong hầm. Đấy, lên trên này cao hơn thì có thể nhìn vào sang thành phố Đà Nẵng được rồi. Đây, cũng nhìn cũng bắt đầu rõ. Chắc là nắng to, thật to mới nhìn được. Cánh bướm này này, cái chéo này, nhìn cánh bướm này. Đấy, sẽ có một chỗ đoạn mà nếu mà nhìn ở trên cao nhìn xuống thì cái chỗ này nó như một cái cánh bướm ấy các bạn. Nó xòe ra. Đẹp lắm. Nó lên cái đỏ đỏ phải không? Đấy, iPhone nó hay bị cái sóng hơi yếu. Nếu mà sóng khỏe thì có điện thoại Trung Quốc thôi. Đèo Hải Vân đấy. Khổ cô e
em cô ấy lên đèo, cô ấy lai chim nhưng mà lại không có sóng. Không có mạng. Không có mạng. Khổ thế chứ này. Mơ ước mỗi cái là lên đến đèo này để lai chim, mà lên đến đây thì lại không có sóng. Rất người đi du lịch đều không được đi cái đèo này đâu nhá, không phải là ai đi đâu. Nhất là những người trẻ gần như không biết đèo Hải Vân là gì nữa rồi. Người ta đi hầm hết. Bố đi chậm thế, bố đi 20 km/h rồi. Đúng rồi. Nếu mà đi nhanh quá là không có sóng đâu. Sóng đâu. Đến đỉnh đèo. Bố. Đến đỉnh đèo chưa? Xong rồi. Xong rồi. Đây là chỗ khu vực đến chỗ quanh. Đẹp. Đấy, chỗ này nó bớt chói nắng. Bây giờ mới ở Đà Nẵng, đang đi đỉnh đèo Hải Vân. Đây bớt chói nắng này nhá, bắt đầu là nhìn được vào thành phố Đà Nẵng này. Đèo Hải Vân ở bên rõ hơn tí. Đây kìa, chúng tôi đi cái chỗ đoạn quanh quanh này. Cảnh thành phố Đà Nẵng luôn. Vừa đi ở dưới đấy xong. Bây giờ thì nó nắng to hơn một tí, nhìn nó rõ hơn, nhìn xuống thành phố lại. Nhau đưa nhau lên đấy thì ôi giời, đỉnh cao nhất rồi. Không đồng ý phải đồng ý. Để nhìn ra vịnh đẹp lắm. Nghe con này tiếng máy đẹp nhỉ. Đẹp mà. Đấy, con hello, xin chào mọi người ạ. Hôm nay nhà em trải nghiệm được đèo Hải Vân. Nhìn xuống thành phố nhưng mà hơi mù. Ôi giời ơi, đây là khúc cua này, nó trên mạng à. Đèo Hải Vân. Đấy, khúc cua này bọn nó toàn cua này. Mời chụp ảnh nhé. Bọn nó quay trên mạng ấy. Chưa. Mời chụp ảnh cho đẹp anh. Ừ, đẹp mà. Đi ấy. Đây này, đằng kia, đằng kia quán kia. Kìa. Đấy. Ở trên kia là có một cái chỗ trạm dừng nghỉ trên đỉnh đèo. Cứ bảo làm đéo chỉ có mỗi xe máy đi đây. Bắc thẳng tiến chúc anh chị đường lộ bình an. Ơi, cảm ơn em nhá. Lên đến đỉnh đèo thì chúng tôi sẽ dừng ở trên đấy. Check in trên đỉnh đèo. Sắp lên đỉnh đèo các bạn. Còn một đoạn nữa. Kìa quán đây kìa. Đồ có chỗ ngồi kìa. Đỉnh đèo trạm dừng nghỉ đấy. Ui tài. Đấy nhá. Ông cháu là ông ấy tội nguyện nhá. Không được định đi đèo Hải Vân thôi, nhưng mà ông cháu cũng bảo nhất là là bét ấy, cháu cũng phải lại đèo Hải Vân. Cháu cũng phải đi đường đèo Hải Vân. Đấy. Xem cả nước ngồi luôn. Mà chúng tôi cũng thích bên này. Ở đây có chỗ chim trực tiếp. Đó. Này chiều nhất. Ôi, dừng nghỉ tại đèo Hải Vân. À, cho thoải mái chưa? Để đấy nhá. Trên xe bước xuống mở cửa ra gió lắm các bạn ơi. Mà gió to lắm. Không biết các bạn nghe không nhưng mà gió ù. Đây này bác này, lúc nãy bác ấy đi trước mình nhưng bây giờ bác lên sau rồi. Ở trên này người ta vẫn đang xây dựng cái gì đây. Đây, chúng tôi rẽ qua cái chỗ view này. Ngoài này gió lắm. Không, trà bạc xịu, cứ cà phê sữa đi. Cho nhiều sữa đi nhé. Cà phê sữa đi. Ok. Lê ấy rồi, check in rồi. Check in rồi, tìm chỗ check in rồi. Cái quán cà phê này thì có cái chỗ chắc là view đẹp nhất ở cái chỗ này. Đẹp nhất ở trên đèo. Đấy. Đây là nhìn xuống thành phố Đà Nẵng. Nhìn xuống vịnh Đà Nẵng. Đẹp nha các bạn. Gió to lắm các bạn ơi. Gió ù lắm. Đây con đường vừa đi lên đây.
cỏ lắm. Đây là toàn cảnh chạm chỗ cái chỗ dừng nghỉ ở trên đỉnh đèo Hải Vân này các bạn. Đẹp. Ở trên này vẫn còn một cái công trình, còn cái lô cốt, nhìn thấy cũng có lô cốt. Công trình gì người ta đang xây, tôn tạo cổng thành ngày xưa, Hải Vân Quan. Xe bồn đi đường này hết. Các bạn phượt thì xe máy nhiều. Cái gì ở trên này đẹp lắm à? Đâu? Vẫn nữa. Ai da, trên này cũng có một cái view đẹp lắm các bạn này. Trên này có cái view đẹp lắm các bạn. Hôm nay lại bị ngược sáng mất rồi. Đến buổi sáng lại ngược sáng. Đấy kìa. Còn đây là vợ chồng hai ông em lên đỉnh đèo chụp ảnh với nhau ở trên đỉnh đèo. Ở chỗ này có cái view đẹp lắm các bạn. Đây, cái view chỗ này rất đẹp luôn. Nhìn được sang mé bên chỗ đường đi lên đèo. Đẹp thật đấy. Đường lên rất là đẹp. Đường ở dưới chân mình này. Hai vừa đi lên. Trên này nhiều hoa sim. Trên này cũng có một cái chỗ để ngắm cảnh đẹp không các bạn. Đây, chỗ ngồi đẹp lắm. Đây này các bạn này, đi thì gặp ngay Đồng Hương này. Cũng không phải là cũng không phải là riêng bọn mình đi đâu nhá. Đây này có mỗi hai ông bà đây mà cũng đi xuyên luôn, lái xe đi xuyên luôn, xuyên Việt luôn. Rất giỏi nhá. Vào đây để gặp ngay Đồng Hương, cũng hai vợ chồng lái xe đi xuyên Việt luôn, còn đi tận ra cả Mau nữa cơ. Thế giỏi. Còn Hội An, Hội Yết các thứ thì... Hội An gặp một đêm Hội An. Xong đi anh trên đây gặp được con Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông. À, đấy. Đường đấy xong anh xuống Lâm Đồng. Thế thì cũng giống bọn em rồi. Bọn em cũng đi đường đấy rồi. Đi Lâm Đồng thì lên Đà Lạt. Xong rồi xuống Đà Lạt chơi. Đúng rồi. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh thì miền Tây còn lúc về. Còn chỗ là Khánh Hòa mà chưa vào hay chỗ nào về thích vào. Thế còn lúc quay về thì vào thôi. Thế còn sẽ đi vào lúc về. Đấy. Các bạn thấy không? Hành trình cũng ác đấy, cũng giống người nhà mình luôn. Đi vào em lại đi tắt, lúc em vào lại vì Đà Nẵng em chơi nhiều một lần rồi, em không chơi Đà Nẵng nữa. Hôm qua em ngủ Đà Nẵng thôi. Qua tắm biển Đà Nẵng, hôm qua chơi biển Đà Nẵng, đến là cái chỗ hôm qua em tắm mà không.
Việt Nam thì tắm chỗ nào đẹp? Chị gõ ra bãi tắm Non Nước, chỗ đấy rất sạch đẹp, mà ít người, vắng người, sóng to nhưng mà nước rất nông. Chị nói đây là sóng ra cũng bay qua đầu rồi. Nói chung miền Bắc không có chút nào điểm nào ấy. Tóm lại là cái vịnh Lăng Cô nói thì nước thì trong thật, thế nhưng mà hoa chị cũng tắm đấy ôi, từ hôm em đi tắm ở Nha Trang với các hôm nơi qua tắm đấy, được tất tắm cả các nơi rồi mà hôm qua tắm ở Đà Nẵng này là cái bến nước bến Non Nước đấy, mình là làm mình bay bổng phải không, sướng con chẳng muốn lên đấy. Còn mỗi khi tắm nước này các bạn thấy không, độ máu cũng không phải là riêng mình rồi nhá, đây là còn có mỗi hai anh chị đi rồi sướng lắm, nước đến cao đến ngực mình là vẫn cứ sướng thật đấy. Anh về hưu chưa, anh trước quân đội à? Di tích chiến thắng Đồn Nhất được Triều Nguyễn xây dựng vào năm Bính Tuất 1826, cuối năm 1946. Khi trở lại xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã cải tạo Đồn Nhất thành một cứ điểm quân sự kiên cố trấn giữ đỉnh đèo Hải Vân. Trên kia là Hải Môn Quan này các bạn. Hải Môn Quan. Ở đây họ đang xây dựng nhé các bạn, nên là không tiện trèo đấy. Còn đằng sau này là cái lô cốt. Đi thẳng sang cái mé phía bắc này. Trên này có cái gì? Bên mé đèo bên này cũng có nhiều cái hàng quán lắm, cà phê, đồ lưu niệm cũng nhiều. Đây là lô cốt. Lô cốt là từ thời Pháp. Đây là những lô cốt này. Cổng thành thì từ ngày xưa rồi. Những lô cốt là từ ngày Pháp. Đây là mé bên này là nhìn sang Huế này các bạn. Đẹp ghê. Đúng là rất là hùng vĩ đứng trên này. Đẹp lắm. Để đường xuống cái đèo phía bắc này. Đây là từ dưới đèo phía bắc đi lên đỉnh đèo. Bên kia là phía nam. Đẹp nha các bạn. Đây ở đứng ở trên này là nhìn xuống nhé, trên đỉnh đèo này. Nhìn xuống đây là vịnh Lăng Cô nha các bạn này. Đó. Dưới này là vịnh Lăng Cô. Thừa Thiên Huế này. Sang bên kia là Đà Nẵng. Các chỗ đỉnh đèo này chắc là phân chia ranh giới rồi. Bây giờ thì cái cổng thành này ngày xưa cao phết đấy. Vì sau này thì thế hệ sau thì mới hạ con đường ở xuống, hạ cái đỉnh đèo ở xuống thôi.
không các bạn nhìn này. Đấy cái cổng thành cái cổng Hải Môn Hải Vân Quan kia cao như kia cơ mà. Ngày xưa cao như kia. Bây giờ thì sau này thì hạ thấp cái đỉnh đèo này xuống. Đi lên đường được chưa? Đây. Bây giờ chúng tôi lại lên tiếp tục lên đường đi Huế. Bây giờ chúng tôi lại bắt đầu đổ đèo nhé. Mấy ông tay lái lon quá chứ miền Bắc mình bình thường. Là hàng chìm hóa còn ai còn đây nhỉ? Rồi. Đường này. Ngày xưa chắc nó nhỏ thì nguy hiểm rồi, vâng. Cũng nguy hiểm đấy chứ không phải không đâu. Toàn đá này, ừ. Nếu không sao. Đúng rồi, nếu mà đường nhỏ là nguy hiểm đấy. Đây. Bây giờ làm to này thôi. Về, đây đây là đây 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 mấy cái anh xe này này rất nguy hiểm. Xe máy. Hà Nội 734 km này. Bây giờ chúng tôi đổ đèo xuống mạn Bắc nha các bạn. Với nhau phát là xuống được. Làm mình còn có đây, bãi đây, chuối đây, bãi chuối này. Ở đây còn bãi chuối nữa. Mình còn 855 cây nữa là về nhà. Xa thế. Bố ấy vừa đọc là 700 cây đấy. 700 cây Hà Nội. Ừ. Nếu mà đi từ bây giờ thẳng là thẳng ấy, sáng mai về nhà. Tối hết đêm này. Đi thế trên mệt. Đúng bọn xăng dầu không được phép vào ngầm. Đấy, bọn tôi vừa trên kia. Xuống đây. Chưa các bạn nhìn xem. Ở chỗ này nhiều ấy lắm, nhiều miếu mà. Nhiều chỗ thắp hương lắm. Chỗ này là chỗ nguy hiểm nhất, mà lật nhiều nhất chỗ này. Thì mới làm miếu của chư Phật. Đang gì đã Phật. Đèo này có nhiều người chết lắm nhỉ. Ngày xưa nhiều lắm, nổi tiếng luôn cái đèo này. Cứ lật đèo. Đây này, con đường đi xuống tít về bên kia. Thông nguyên ở đây mà con biết từ ba mà bắc nó nhiều như thế nào. Nó vào con đường thiên lý mà bắc nam mà lại. Nó cũng có hầm này nha. Có hầm thì phải đi hết đường này. Mà không có cái đường Túy Loan bên kia đâu. Cái đường này là cái đường ngày xưa các cụ chỉ có đi bộ thôi. Đấy. Đi bộ qua mấy cái đèo này vì sau này còn đi được ngựa. Đấy. Vì sau nữa mới đi được xe ngựa. Xong rồi đâu đến ô tô. Chứ còn vượt qua đèo này em nhìn thấy cái cổng ở trên đấy, những cái Hải Môn Quan đấy. Thì nhìn thấy đúng là làm sao đi được. Xe chứ chịu rồi đúng không? Chứ cứ đi bộ thôi. Đá thì lởm chởm như thế làm sao đi nổi. Khi mà đánh nhau thì kéo pháo đèo Hải Vân nhỉ? Kéo pháo. Không, các cụ có điên này đâu. Đi này đánh chết. Đi, đi cho đi ở trong cái đường ở trong còn xa hơn ấy, còn đi ở bên Lào ấy không biết rẽ sang chứ làm sao đi đây được. Còn xa hơn đi qua dãy Trường Sơn, đường Sơn Tây cũng thôi, chỉ cần đến đầu tiên chỉ là đường mòn lối mở thôi. Đúng rồi, mòn. Đường muốn đi xuyên Bắc vào Nam là đi dần đi bộ. Các tỉnh nọ tỉnh kia giao thương với nhau thì mới cần phải mở to mở to to dần ra là công nghệ tiến bộ hơn một tí thì đục núi làm hầm đấy cặp cơ này cơm phớ cái này phớ đâu cần đấy đúng rồi nói linh tinh lửa làm lại khịt mũi rồi lại khịt mũi đấy lên đỉnh đèo lại khịt mũi nha em ạ. Ngồi xe lúc đó xuống biển nó xì ra một cục tổ đông. Ôi giời ơi sợ quá rồi mất. Nhiều lúc biển nó vào nó xì ra được luôn. Rửa mũi luôn. Đi giờ này xuống đây rửa mũi nhá. Đây này anh, em Vịnh Lăng Cô rồi này. Xịt mũi đi, cái nọ xịt đi. Ôi. Ở đâu đây? Người xịt đấy nhỉ, có xịt cho mát mũi mà. Người nhỉ đâu mà. Chồng bà hôm nay cũng ác ấy nhỉ. Đi cũng xuyên Bắc Nam. City chứ anh. Ừ, đi xuyên city mới sợ ấy. Giỏi đấy. Bên chị Phú Thọ mà. Bên đấy là sao? Ông bà còn bảo đi vào tận ra tận ngoài ấy cơ mà. Phú Quốc cơ mà. Giỏi đấy. Phải nói là giỏi.
cũng có đang, tuổi đang máu thôi thì mai mấy hôm nữa mệt mệt thì chắc cũng đi nữa mà. Cũng có tuổi rồi mà đi cũng ghê thật đó. Bây giờ già rồi đúng không nhỉ, được nghỉ rồi không phải làm nữa rồi. Đây này, vịnh Lăng Cô này các bạn này. Đấy. Sao nó có những con nước kiểu gì đấy? Thinh. Con sóng à? Đấy cái chỗ sóng này. Những con sóng, những cái con nước mà xanh chai trắng trắng à? Ừ. Đấy, sóng này. Đường đường nước không phải. Đường nước nóng, nước lạnh ấy. Ai bảo thế con ở trong này không có đâu. Đây là con sóng thôi. Nó nếu mà dòng hải lưu nó tít ở ngoài. Biển trong này sạch thật. À tại vì trong này nó phải thôi, nó sạch là nó không có cửa sông đúng không? Không cửa sông ấy chứ chả sạch. Quanh. Quanh. Quanh quèo. Bắt đầu đến cái chỗ mà trên mã tỷ lệ còn ông nhưng mà đường này đẹp hơn mã tỷ lệ nhiều. Cái đường này bây giờ nhà nước thì mở cái cua này to thì thoải mái, đầu kéo chả sợ nữa. Có cái đường hầm thì đi dễ dàng hơn nhiều, không đường này mà xe đầu kéo đi hay là xe khách thì nó nghỉ lắm nhiều. Xe khách đi giờ cũng phải cho điểm để nó vừa thì thôi rồi. Xe khách mà xe dài 50-60 chỗ một đường này vất vả phết, nhất là xe đầu kéo. Xe đầu kéo mà xe đầu khổng chở kéo cái xe công 50 feet về hết thì là vất vả cực luôn, ủ cắt lắm. Em ở trên đấy thì nó không sao. Ở đây nhiều chỗ thắp hương.
Hay đi đêm nhỉ? Đi đêm đường này. Đi đêm nếu đi đêm đường này. Vịnh các bạn. Đấy. Đây vịnh hầm này, vịnh Lăng Cô này. Đâu chỗ kia là đi hầm qua ấy. Đấy đường đây đường hầm đấy. Đường đi hầm. Thế là chúng ta đã xuống đến chân đèo rồi nhé các bạn. Bây giờ xuống chân đèo phía Bắc rồi. Phải nói là đi trên đèo Hải Vân nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp các bạn ạ. Đấy ở bên kia thì là con đường đi đường hầm đấy các bạn. Bây giờ đường đèo thì cũng mở rộng rồi, đi thì cũng không khó lắm. Chỉ có đoạn trên đỉnh đi hơi khó thôi. Còn xuống dưới này thì đi cũng dễ rồi. Bây giờ tôi sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào các bạn.